hai anh em mày khênh cái loa to này đi đâu đấy? Bên bản tính mới về hàng anh ơi. À, loa mới về à? Thế rồi để xuống để anh khám cái này xem nào. Loa mới về à? Rồi dựng dựng lên anh xem con này to không, dựng lên xem nó cao đến đâu. Nghe chừng to quá anh à. Hai thanh niên to khỏe nhỉ, vật con loa. Rồi xin chào tất cả các anh em, hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em đây là con loa 5 tấc JBL, hàng mới về bên công ty Mạnh Tiến anh em nhá. Hôm nay mình sẽ mở hộp, đập hộp con này xem nó như thế nào, chiếc loa công suất cực kỳ lớn hay không lớn. Đây thì bên ngoài đóng gói rất là chắc chắn của nhà sản xuất Trung Quốc anh em ạ. Mạnh Tiến chỉ bán hàng Trung Quốc thôi nhá anh em nhá. Đo thử chiều ngang dài của nó là, chiều ngang con này vỏ hộp của nó là 64 cm, chiều cao, chiều cao là gần 1m97 cm. Anh em chị em nhà mình xem. Rồi ok, khui luôn, mở luôn con này ra. Thì trong cuộc sống bây giờ đấy, Tết đến xuân về rồi. Bây giờ hôm nay là ngày mùng 1 tháng 10 năm 2020. Sắp tới thì là Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền của chúng ta anh em ạ. Thì nhà nào cũng phải cần có một chiếc loa Tết để chơi. Thì con loa này sẽ đáp ứng mọi điều mà anh em mong muốn. Thứ nhất là không cần dùng âm ly. Đấy, không thể dùng âm thanh dàn thì mà muốn có công suất lớn thì mình đã có một con loa công suất lớn để mình chơi trong dịp Tết này. Mà âm thanh phải hay, phải chất lượng, hình thức lại còn phải đẹp, để trong nhà còn phải gọn. Đấy, gọn gàng. Đấy. Đây, hai thanh niên vật từ nãy giờ còn chưa xong con loa này đấy bác. Rồi, quá tuyệt vời. Đây, bên trong là xốp hút bọc nhá, có thể mang đi vận chuyển đi đường dài nhá. Anh em ở tỉnh, tuyến tỉnh thì thoải mái nhá. Rồi, quá tuyệt vời bên trong, úi giời ơi. Đây, mời anh em qua chào đón con siêu phẩm này. Quá tuyệt vời. Nhìn đánh giá tổng quan ở bên ngoài xem nào. Tổng quan của con JBL 5 tấc này bên ngoài là lưới toàn bộ bằng sắt. Đây, toàn bộ bằng sắt Mercedes, đẹp, rất là đẹp, tuyệt vời. Đây, bên trên có bầu JBL Entertainment. Đấy, được chưa? Tiếp theo, anh chị em nhà mình xem qua bộ máy của nó. Ui ui, đẹp quá anh em ơi. Đẹp quá. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nút. Chỉnh bát trung tép riêng biệt. Có echo riêng này, revert và delay riêng này. Có màn hình điện tử, bật thử lên cho nó nhìn cho nó sáng nào. Có màn hình điện tử này, có USB có thể nhớ này. Quá hay. Cổng 12V này, input, input, in ra, in vào này. Cắm điện 220 này. Điều đang nói ở đây, bảng mạch rất là sáng, khôi ngô và đẹp. Đấy, bên trên thì toàn bộ bằng vân gỗ. Vân gỗ phủ la lô. Phủ la lô, sơn này sơn tích điện rồi anh em ạ. Sơn tích điện, gỗ rất chắc chắn luôn. Xem thử micro xem nào. Đây, tuyệt vời. Xem thử micro. Rồi, toàn bộ bằng hợp kim nhôm hết anh em ạ. Hợp kim, toàn bộ bằng sắt, có thể chỉnh xét tần số ở đây. Quá tuyệt vời cho một chiếc loa kéo. Quá tuyệt vời cho một chiếc loa kéo. Đấy, quá tuyệt vời. Đây, củ mic cũng rất là ok, rất đẹp. Tôi nghĩ đánh giá con mic này rất là ok. Đây, lắp thử pin luôn này. Bên ngoài trang bị, đây bên ngoài trang bị. Bên ngoài con này trang bị đây. Rất là chắc chắn này anh em ạ. Con này nó bọc gỗ rất là dày. Dày của cái gỗ này của nó bờ dày nó khoảng tầm 2 phân anh ơi. Anh em ạ, 2 phân. 2 phân đây mình đo thước của mình chính xác đến từng cm luôn, 2 phân. Hơn 2 phân. Đấy. Đo thử chiều cao cân nặng đấy nhá. Đây. Chiều cao chuẩn và cân nặng chuẩn, con này là 53 cm. 53 cm và chiều cao. Chiều cao con này là 86 cm. 86 cm, bát là bát 5 tấc. Video sau em sẽ tháo thử ra hai chép. Đây, một chung một chép, hai chép lớn, công suất lớn. Đấy. Đây, ok chưa? Thì bây giờ thì mình sẽ quý vị các bạn, thì bây giờ mình sẽ thử test nhạc xem mà chất lượng là âm thanh nó như thế nào. Test nhạc âm thanh xem chất lượng như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ bật Bluetooth để chơi thử với con này. Xem là đây. Bây giờ nhá, bật nguồn lên rồi mình sẽ ấn vào màu đen. Thử xem test được. Rồi, có cả FM. Rồi, công suất rất là lớn. Suất rất là lớn luôn. Đây. Bây giờ mình sẽ thử một bài nhạc DJ thôi nhá, thử nhá.
thưa quý vị và các bạn. Alo 1 2 6 7. Alo 6 7 1 2. Thưa quý vị và các bạn, thì đây em tắt echo đi, ok chưa? Đây là vừa rồi mình đã thử qua một đoạn nhạc thì cái công suất nó rất là lớn anh em ạ, công suất rất là lớn. Khi mà nó lớn, nó đủ lớn thì nó đủ thay đổi tất cả cái bầu không khí xung quanh đấy. Những ai thích và đam mê âm thanh thì mình có thể chọn ngay cho mình một chiếc loa kéo trong dịp Tết đến xuân về này để phục vụ cho gia đình nhà mình. Thật hay, thật lý tưởng để anh em nhà mình kết hay mình bê về chơi Tết cho nó đã. Bây giờ ở video sau em sẽ test âm thanh trực tiếp con này như nào. Em chỉ alo thử một hai câu rồi các bác nghe thử được nhé. Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa thì anh cũng không quay về. Thấy chưa? Thì để video sau em sẽ test xem âm thanh con này hay như thế nào nhé. Vừa đấy mở một đoạn nhạc sàn thôi, các bác có thấy long trời lở đất không? Đấy chưa? Rồi ok, xin chào, hẹn gặp lại ở video sau. Xin chào, hẹn gặp lại.